Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến kênh của mình. Mình đây là Ranh Nguyễn. Hôm nay chúng ta sẽ đi dạo trên bờ biển nè. Trời trời, trời lên cao quá. Mình đang đi, sao mà mắc ẻo quá mọi người ơi. À da. Tự nhiên mình đang đi rồi mắc ẻo quá giờ sao mọi người. Mình có một ý kiến là mình xuống dưới đáy biển xây một cái phòng vệ sinh ở dưới đáy biển, phòng tiêu, phòng vệ sinh đó. Mình sẽ xuống đáy biển xây một cái nhà vệ sinh dưới đáy biển vậy. Nguyên liệu cần có để xây nhà vệ sinh thì gồm có gạch lung nè, kính nè, cánh cửa nè, đèn nè, spy là hút nước nè, máy hút nước nè, khăn giấy đó, cái xây nhà vệ sinh dưới đáy biển các bạn ạ. À, mặc hiểu quá là mình xây lẹ mới được, đâu xây thôi mọi người ơi. Tiếng là mình xây sẽ phải xây bốn góc trước, các bạn phải xây bốn góc trước đúng không? Xây nhà vệ sinh đó, các bạn phải xây bốn góc trước. Ok, các bạn xây bốn góc trước đó 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 đó, các bạn xây bốn góc trước, xây vệ sinh, xây bốn góc trước đó. Các bạn xây cho mình bốn góc nhìn nha, xây hình hình vuông hình chữ nhật cũng được đó. Xây nhà vệ sinh đó, tiếp theo là mình sẽ xây cao lên đó đó. Xây nào, xây nhà vệ sinh dưới đáy biển, tại vì mình không muốn đi trên cạn nữa, không đi xuống đáy biển là mình nó cảm giác nó mát mẻ hơn, không dưới nước nó mát hơn, các bạn có thể ngắm được toàn cảnh dưới đáy biển nữa, cảm giác rất là lạ các bạn khi đi vệ sinh dưới đáy biển. Đó, xây cho mình nhà đi cái nhà vệ sinh đi dưới đáy biển. Đó, các bạn xây cho mình bốn góc trước đó. Bây giờ ở dưới nước các bạn dễ bơi hơn, với cả dễ xây hơn đó. Các bạn xây cho mình cái cửa đặt ở đây đi, đặt ở đây đó để dễ mở cửa nha, để ra vào á. Nên nhớ là cái cánh cửa này nó phải ở dưới nha, mà xây bít bít lại đó, cái cửa ở dưới trên phải xây một một trên một cái lớp gạch. Đó, xây mình trên là một lớp gạch nha mấy bạn. Rồi sẽ bít cửa lại, sẽ bít lại. Đó. Các bạn xây cái nhanh để bạn đi ỉa. Đó, đó đến là một xây xong đó, xây được một một phần ba quãng đường rồi mấy bạn à. Bạn xây tiếp đi. Đó. Đó, sau khi các bạn xây xong á, các bạn phải vào nhà coi cái nhà có đạt tiêu chuẩn chưa, rồi cả chống nước chưa, nhà vệ sinh chống nước chưa. Đó, các bạn xuống đây cho mình, xuống nhà cho mình đó. Đó, các bạn nhà các bạn đóng cửa lại rồi. Ok, các bạn cắm một cái đèn lên cho mình, cắm đèn lên đây đi đó, có một cái đèn ở đây. Và bạn đặt bồn cầu á, các bạn đặt bồn cầu ngay đây đi, bạn sẽ đặt bồn cầu ngay đây đó. Trước khi đặt bồn cầu các bạn phải hút nước trước, đặt xuống hút nước trước đó, để đây là được đó, là hết nước rồi đó, các bạn thấy hết nước rồi đúng không đó. Hút nước lại, các bạn đặt cái bồn cầu ở đây cho mình, đây là cái bồn cầu đó, bồn cầu đây các bạn đặt một hai bồn cầu đúng không? Các bạn đặt cho mình ở đây, nó có một cái kệ sắt để các bạn vừa đi ỉa vừa các bạn đọc sách dưới nước được. Và đây bạn sẽ đặt cho mình cái tấm kính ở đây, đó sẽ đặt cái kính ở đây, đó xây mình tấm kính ở đây, đó để bạn vừa đi ỉa bạn có thể ngắm cảnh được, bạn thấy cảnh rồi kia không? Đó, rất rất là khả dụng.
con bạn ốp ốp gạch cho mình. Đây là cái bồn cầu đúng không? Ốp gạch xung quanh cái bồn cầu cho mình. Đó. Con đó thử thử coi. Fail quá mọi người ơi. Fail quá. Phân phân thải sẽ được đi ra đi ra biển. Sắt các bạn ngồi đây quan hệ độc được nhiều sắt. Không. Ôi mình quên mang hình. Nếu các bạn không không có giấy, các bạn có thể lấy sắt ở đây để chùi. Mọi bạn à, mọi người đang coi video này á, phải đĩa đúng 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 giờ nha, không đĩa đúng giờ là không hiểu lắm á, bạn hiểu không? Đó là cái nhà giờ đó. Cái nhà bị ngập chúng ta. Không ngập nha các bạn, trong nhà mình là không có ngập được. Đó. Các bạn thấy không? Các bạn đã xem video này nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bây giờ đang Nguyễn. Và các bạn đi vệ sinh đó, bạn xuống biển đi rất là mát. Các bạn có thể ngắm ngắm cá, ngắm ngắm sao, ngắm mấy con cua, ngắm ếch tùm lum. Rất là mát mẻ và không sợ bị cá mập cắn 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 đứt dây điện. Đó. Đó. Sắt ở đây cũng rất quan trọng. Đó. Đây là nhà vệ sinh xây ở dưới đáy biển các bạn ạ. Nhà vệ sinh xây dưới đáy biển chắc an toàn và không sợ cái mập cắn đứt dây điện. Đó, các bạn dọn ở đây, nó dọn lại ở đây đi. Ok, các bạn phải dọn sạch lại xé xung quanh hai bên nhà. Đúng không? Nhà vệ sinh dưới đáy biển. Các bạn buồn, các bạn có thể xuống đây đi vệ sinh và đi vệ sinh với mấy xin cho thoải mái đó. Đó trời mưa không lặn xuống mình, trời mưa đó bạn xuống cái biển cái mình đó, xuống đi, xuống đi biển ở trên mưa, ở dưới đâu mưa được, dưới rất là không mưa. Các bạn có thể ngắm cảnh, ngắm cá, ngắm tất cả những thứ mà các bạn thích, dưới muốn ngắm gì cũng có, ngắm cá heo là ngắm cái gì cũng có. Mọi người nhớ đăng ký kênh mình nha. Bây giờ Đinh Nguyễn thì sau tập sau mình sẽ xây nông trại dưới đáy biển luôn. Hẹn gặp lại các bạn. Goodbye. Chúc các bạn một ngày tốt lành nha. Bye bye.